bạn đến với kênh của Huy Nà Phái. Trong video hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về sắc cảnh hữu tình nơi trời Tây Bắc của Sơn La. Sơn La, vùng đất sở hữu bức tranh thiên nhiên với núi non hùng vĩ, những giá trị giao thoa văn hóa đặc sắc giữa các dân tộc vùng Tây Bắc mang riêng thật độc đáo. Nơi đây là bản giao hưởng kết hợp từ sự cuốn hút trong vòng xòe, ngây ngất trong men rượu cần, quyến rũ trong ánh lửa bập bùng và giọng hát ngọt ngào nơi đại ngàn, điểm tô thêm những dải khói lam chiều nhẹ nhàng uốn mình theo triền núi. Khung cảnh êm dịu thanh bình khiến du khách bị mê hoặc, dù chỉ một lần đặt chân tới Đông Bắc chắc chắn bạn sẽ nhận ra không nơi đâu đẹp bằng quê hương Việt Nam. Động Sơn Mộc Hương hay còn gọi là hang rơi là một trong những hang động đẹp nhất tỉnh Sơn La, một động đá tự nhiên nằm ở dưới dãy núi đá trùng điệp về phía đông bắc thị trấn Mộc Châu. Khi bước đến vào hang, du khách sẽ cảm thấy thực sự sửng sốt một vẻ đẹp kỳ diệu bởi những ánh sáng như có sự đan xen vào nhau, những bậc đá như được xếp khéo léo vào với nhau. Những khối đá nhũ thạch lấp lánh đủ 7 sắc cầu vồng chảy nhẹ nhàng từ trên cao xuống hơn 20 mét như những rễ cây đa cổ thụ to lớn thả xuống mặt đất với nhiều hình dáng độc đáo khác nhau. Những đường nét của nhũ đá được chạm trổ mang nét đẹp vừa phóng khoáng, vừa tỉa tót rất tài hoa, tinh xảo và sống động, khung cảnh như một cung điện lộng lẫy như được đẽo gọt từ nghệ nhân điêu luyện. Bên trong động còn có dòng suối chảy qua tạo ra những dòng thác khi ta đến như lọt vào chốn Bồng Lai. Đến với Động Sơn Mộc Hương, du khách được khám phá những bí ẩn và hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên vừa hùng vĩ, vừa mang vẻ lung linh, vừa có gì đó bí hiểm. Thác Giải Yếm hay Thác Nàng là một trong những danh thắng của Mộc Châu, có chiều cao khoảng 100 mét, được chia thành hai nhánh với mỗi nhánh có các tầng khác nhau. Một bên có 9 tầng, một bên có 5 tầng, dòng chảy vô cùng mềm mại và huyền chuyển. Cả hai dòng thác này đều bị ngăn cản bởi một bức tường đá vôi khổng lồ, nhưng cũng chính sự ngăn cản này đã khiến nước đổ xuống từng bậc đá bên dưới, tạo thành những thác nước với hàng vạn giọt nước lung linh, sinh động với một vẻ đẹp hùng vĩ, huyền ảo và hoang sơ. Dưới lòng suối là hàng ngàn viên đá tảng đá có hình dáng khác nhau, trông thật lạ mắt, bên trên là một màn nước trắng xóa đổ xuống trông thật hùng vĩ thơ mộng, xung quanh được bao phủ bởi thảm thực vật xanh ngát và những cây cổ thụ to lớn vô cùng phong phú, tạo cho khung cảnh rất đỗi nên thơ. Đây là quả một tiền tác mà thiên nhiên đã ban tặng cho nơi đây. Chần chừ gì mà không đến đây để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong veo đậm chất hoang sơ đến từng chi tiết của dòng thác giữa đại ngàn này bạn ơi. Hang thẩm tét tòng nép mình trong sự hoang sơ của đại ngàn, với một bên là hoa dại đủ màu sắc vàng, hồng, trắng xen lẫn trong những tán lá xanh, một bên là kênh nước suối trong vắt và mát lạnh vô cùng thơ mộng. Bao quanh hang là những dãy núi trùng điệp với những rừng cây xanh ngát, đầu ra cửa hang chính là một hồ nước xanh ngắt tỏa ra mùi hương trong veo của núi rừng, vị thanh ngát của thiên nhiên, mặt nước tĩnh lặng cho ta cảm giác thanh bình yên ả đến lạ. Hồ nước trong xanh không tạp chất khiến cho khung cảnh càng trở lên thanh khiết và tươi mát. Lòng hang cao khoảng 7 mét, dài 150 mét và được thâm thành nhiều đoạn, được trang trí bởi các khối thạch nhũ muôn hình dáng vẻ. Bao quanh hang là những dãy núi cao vút trải dài, tất cả tạo nên một nét đẹp hoang sơ, đầu quyến rũ. Khung cảnh khiến không ít người phải ngẩn ngơ, đôi lúc du khách tưởng mình như đang lạc bước vào thế giới ảo chỉ có trong phim ảnh bởi khung cảnh lung linh, huyền bí đến ngộp thở của nơi đây. Cảm ơn bạn đã xem video.